không nên lên cả nhà một cây mai Hàn Quốc Ring không nhị nha. Hàng này thì ban đêm sau Tết là đã bấm gom tàn lại hết rồi, bây giờ là nó vừa mới ra. Cây này thì vào chậu lọc lòng 50, cây cao 1m1. Hành thân của nó thì từ tầm 15 nha. Mặt bông thì bạn em sẽ ghép vào sau video. Bông là đôm dày rất là đẹp luôn ha. Cái này thì chuẩn cúc riêng không nhị 100% nha. Mặt bông của nó như bông hồng luôn á. Hôm Tết thì còn vài cái bông ra là bạn em là đã có quay lại rồi nha. Này thì em sẽ ghép nó vào sau video để anh em mình tham khảo ha. Cái này dành cho anh em mình sưu tầm và làm giống. Cái này thì lọc lá đỏ lé luôn nha. Cái này thì mạch bông mạch mạch lá của nó thì to tầm 3 đến 4 ngón tay của em luôn á. Cái này to dày kháng bệnh rất là tốt nha. Cái này về anh em mình sưu tầm về giống và ghép thì bao ok nha. Cái này thì đang đâm lọc nha. Cái này để anh em mình giao lưu thì chắc cũng phải để lại em biết không để cho già lé rồi em mới gửi được ạ. Rồi em chào cả nhà nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em ạ.